từng đêm qua anh luôn được mơ thấy em. Kem thông đỏ bôi đến đâu tan đến đó, da trắng lên nhưng không lộ vân kem, liệu có đúng như quảng cáo không? Xanh đôi chỉ cần em bên đời anh sẽ thấy vui, khi em nói câu xin chào là khi trái tim tôi buồn mang bao nhớ thương trong lòng. Đầu tiên khi nhìn vào chất kem thì mình thấy là chất kem đặc tánh mịn, không phải kem đặc cũng như không phải chất kem lỏng như nhiều bên đang bán. Mùi thông đỏ thơm nhẹ nhàng, không có mùi hóa chất, cảm giác là mùi rất là thiên nhiên ấy. Ngoài ra thì được tặng kèm thêm một hũ mini dùng thử trước khi sử dụng sản phẩm. Còn đây khi sử dụng lên tay thì khỏi bàn luôn, bôi một lần, hai lần, ba lần mà cảm giác là như chưa bôi ấy. Chất kem mình rất là nhẹ luôn, nhẹ tênh, không hề vết dính, không có cảm giác nặng. Bôi đến đâu thì tan đến đó và lên tông cũng nhẹ nhàng, lên khoảng 2 tông thôi, an toàn, không bị trắng ảo và không có chất tẩy rửa. Bây giờ thì mình sẽ dùng vải đen quẹt xem có ra chất kem không nha. Mọi người quan sát là không hề nha. Tiếp theo thì mình sẽ rửa bằng nước xem có bị dính lớp dầu không. Cũng không luôn nha. Sau khi mình sử dụng thì mình thấy là kem thông đỏ bôi đến đâu tan đến đó, da trắng lên nhưng không bị lộ vân kem. Khi mà mình bôi lên da thì mình thấy là chất kem rất là mịn, thẩm thấu nhanh, không bị tấy đỏ hay là kích ứng như những dòng kem khác trên thị trường. Các người bán thì cũng cam kết là khi bạn mua một hộp kem thông đỏ này thì sẽ được tặng một hũ dùng thử khoảng 3 ngày.